Kính thưa cộng đoàn, hôm nay ngày 8 tháng 9, 3 tháng sau lễ vô nhiễm thai của Mẹ Thiên Chúa, Giáo hội mừng kính sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria công trình cứu rỗi của Thiên Chúa đã lót dạng qua việc chào đời của người nữ tu Sion mang danh Maria. Bởi mẹ là điểm hội tụ và là điểm đến của tất cả các lời hứa cứu độ của Thiên Chúa. Mẹ là người nữ diễm phúc sinh ra mặt trời công chính là Chúa Kitô, Chúa chúng ta, đấng đã chiến thắng sự chết và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Giáo hội công bố và loan báo sự chào đời của mẹ Maria chiếu rải ra trên khắp thế giới. Theo Thánh Gioan Damasco, thì hôm nay chúng ta muôn người như một với niềm vui của toàn thể nhân loại. Ngày giao hòa của đất trời, ngày khởi đầu ơn cứu độ nhân loại, toàn thể giáo hội thật sự vui mừng vì sự hiện diện của mẹ, đấng bảo trợ của nhân loại. Nhờ đó, chúng ta được sinh ra trong tình yêu của mẹ. Dâng thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng tạ ơn Chúa với mẹ Maria vì Ngài đã chọn mẹ cộng tác trong chương trình cứu độ của Ngài. Suốt cuộc đời, mẹ hoàn toàn phó thác cho Chúa để Ngài định đoạt về mẹ tùy ý Ngài. Đặc biệt, hội đoàn Legio giáo xứ Kẻ Sạch đã chọn lễ sinh nhật Đức Mẹ hôm nay mừng bổn mạng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho các anh chị được ý thức ơn gọi làm người, làm con Chúa và làm quân binh của Đức Maria để luôn xác tín rằng mọi biến cố trong cuộc đời Kitô hữu chúng ta đều được nắn đúc bởi ý định của một Thiên Chúa đầy yêu thương. Xin Chúa ban bình an cho những anh chị em gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống gia đình. Lễ sinh nhật Đức Mẹ còn giúp mỗi người chúng ta thấy ý nghĩa hơn khi mừng sinh nhật của mình. Ước gì mỗi người sống trọn vẹn bầu nhiệm cuộc đời qua những gì bình thường nhất để cộng tác với Chúa trong chương trình cứu độ. Xin cho chúng ta biết dâng tất cả những gì hèn kém của mình, Chúa sẽ làm cho trở nên của lễ đẹp lòng người. Nguyện xin mẹ hãy lấy tình cố tận và che chở, gìn giữ hồn sắc chúng ta trong tình thương của mẹ. Cùng với tâm tình và ý nguyện đó, xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng hướng về đoàn rước và rốt sáng niềm dâng thánh lễ mừng kính sinh nhật Đức Mẹ Maria mẹ chúng ta. Chào đời là để chuẩn bị sinh ra một người là đấng cứu chuộc.
Lễ mẹ vô nhiễm hôm nay chúng ta mừng trong khung cảnh Chủ nhật thứ 23 một thường niên là bổn mạng của quý ôn chị em Lê Dô Ma Vie, giáo sư chúng ta. Hiện tượng thân lễ hôm nay, cộng đoàn chúng ta vỗ tràng pháo tay thật lớn chúc mừng Lê Dô Ma Vie nhân ngày bổn mạng. Hiện diện trong thân lễ với chúng ta hôm nay có cha Phê Rô Trí trong thân thể hiện diện về đây để cùng dân lễ cộng đoàn chúng ta vỗ vào chẳng có tay để chào đón. Cùng Lê Dô Ma Vie chúng ta trung tâm tình tạ ơn cầu bình an, cầu cho quý cha cố, quý ân nhân, quý hội viên còn sống cũng như đã qua đời. Cùng nghiệp dân lễ cầu cho linh hồn du xe thơm nhóm chẳng hạt La Vang, cầu cho các linh hồn, cầu cho Maria Ngà Đăng Minh Hữu, cho Matthew, cho du xe toán, cho Anna du xe, cho nữ tu Maria, cho du xe Anna, cho ông bà tổ tiên và các linh hồn cũng như xin đỡ nhiều ý. Để tâm tình cầu xin và những ý nguyện chúng ta cùng hiệp dâng lên được Chúa thương chấp nhận, chúng ta thầm tâm thống hối. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năm.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, giờ Đức Kitô con một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhận làm nghĩa tư. Xin lấy tiền cha mà ưu yên đoai nhiệm này, chúng con là những kẻ tin kinh Đức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đáng hướng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
thánh Phaolô tông đồ gửi cho Philemon. Con thân mến, Phaolô già nua và hiện đang bị cầm tù vì Đức Kitô. Cha này xin con cho Onesimo, đưa con cha đã sinh ra trong sự chết. Cha trao cho nó lại cho con. Phần con hãy đón nhận nó như ruột thịt của cha. Cha cũng muốn giữ nó lại để thay con mà giúp đỡ cha trong lúc cha bị xiềng xích vì tin mừng. Nhưng vì chưa biết tin con nên cha không muốn làm gì. Để việc nghĩa con làm là một việc tự ý, chớ không vì ép buộc. Vì biết đâu nó xa con một thời gian, để rồi con sẽ tiếp nhận muôn đời, không phải như một người nô lệ, nhưng thay vì nô lệ thì như một người anh em rất thân mến, đặc biệt đối với cha, vốn chi là đối với con, về phần xác cũng như trong Chúa. Vậy nếu con nhận cha là bạn hữu, thì hãy xin cho con hãy đón nhận nó như chính mình cha vậy. Đó là lời Chúa. Vậy thì làm sao để mà chúng ta có thể sống
sống được. Với cái câu thắc mắc đó, để rồi trong cuộc đời của chúng ta cho đến hôm nay, tôi và ông bà anh chị em đi theo Chúa bao nhiêu năm rồi, nhưng mà xét ra mình chưa có gắn bó thực sự, để rồi trở nên một với Chúa trong tình yêu. Bởi vì chúng ta cứ loay hoay giữa những người thân, giữa những của cải, rồi một bên kia là Chúa. Chúng ta cứ thắc mắc tại sao Chúa dạy chúng ta trong điều 54 phải thảo kính cha mẹ, phải yêu thương tha nhân như chính mình, mà bây giờ lại phải từ bỏ tất cả như vậy, nghĩa là gì? Không phải là Chúa đối nghịch với những lời Chúa dạy, nhưng mà qua đó để rồi Chúa cho thấy cái nâng thang mà con người cần có ở trong cái cuộc sống này, và nhất là cái cuộc sống mai sau phải làm sao để đạt tới cái đích điểm đời đời của mình. Một khi chúng ta nhận ra cái giá trị từ bỏ, để rồi chúng ta đặt mình trong bàn tay dẫn dắt của Chúa, và chúng ta sẽ nhận ra được cái điều Chúa muốn chúng ta từ bỏ những cái tầm thường của thế gian để bước đi theo những cái thiêng liêng cao cả ở trên nước trời, được thể hiện ngay từ bây giờ. Thảo hiếu với cha mẹ không phải là mối tương quan giữa con người với con người. Yêu thương với vợ con, với những anh chị em, với mọi người không phải là tình yêu của thế gian, mà chính là tình yêu của Chúa, cái lòng thương xót như chúng ta vẫn biết về Ngài. Và chỉ khi nào chúng ta có được cái tình yêu của Chúa và cái lòng thương xót của Ngài, lúc đó chúng ta mới nhận ra được cái điều chúng ta phải sống ở trong cái cuộc sống này như thế nào. Chẳng hạn như đối với anh chị em Lê Dô, hôm nay mừng lễ bổn vàng, nếu tôi có hỏi anh chị em trả lời về cái mục đích của mình, chắc chắn anh chị em sẽ trả lời một cách rõ ràng, nhưng mà hỏi làm sao để áp dụng, và nếu áp dụng như thế nào, thì chúng ta thấy cái bài tin mừng hôm nay thật là ý nghĩa cho cái mục đích lê dô của anh chị em. Mục đích là thánh hóa anh chị em trong lời cầu nguyện, và rồi qua đó để làm sao mời gọi anh chị em bước theo Đức Maria để trở thành người cộng tác đắc lực trong giáo hội, trong giáo xứ mà mình đang sống. Và rồi hơn thế nữa, cái lương thực thiêng liêng mà anh chị em nhận được ở trong tinh thần của Lê Dô, đó là bước theo cái con đường xin vâng của Đức Mẹ đã đi, con đường mà trong đó Lê Dô gọi là con đường khiêm nhường, con đường vâng lời, con đường đức tin. Và khi anh chị em nhận tin được cái con đường Đức Maria đã đi và Lê Dô mời gọi chúng ta sẵn sàng làm tất cả mọi việc, không việc gì là không làm được, không việc gì có thể cho rằng đó khó khăn. Vâng, chúng ta cứ nhìn lại gương của Đức Maria, chúng ta thấy từ lúc xin vâng Đức Maria đã đi như thế nào, để rồi chúng ta thấy Đức Maria du toàn cái lời xin vâng đó trong mọi hoàn cảnh, trong mọi biến cố. Chẳng hạn như khi Đức Maria đến gặp Chúa Giêsu, mà rồi Ngài không thể nào vào được để gặp Chúa, tại vì có đông người đang nghe lời Chúa dạy, và có người thưa với Chúa là Ngài, mẹ Ngài và anh em Ngài đang đứng ở ngoài chờ Ngài. Chúa Giêsu nói: ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Mẹ tôi và anh em tôi chính là người biết lắng nghe và đem lời
sinh nhật Đức Maria, và cha thánh xứ chúng ta cũng nhắc lại một vài ý nghĩa đó để rồi cho chúng ta nhận ra rằng Đức Maria không chỉ sinh Chúa Giêsu về mặt thần xác, nhưng mà qua cái lời nói của Chúa Giêsu, Đức Maria còn trội vượt hơn người cộng tác đắc lực vào trong công trình cứu độ của Thiên Chúa qua Đức Giêsu ở trần gian. Và rồi chúng ta thấy khi Đức Giêsu theo Chúa Giêsu lên đồi Canvê, Chúa Giêsu trước khi tắt hơi thở, sau khi Ngài đã nói mọi sự đã hoàn tất, Ngài vẫn không quên tới người mẹ thân yêu của mình. Và Chúa Giêsu đã nói với Thánh Gioan, đây là mẹ con. Điều đó để rồi cho chúng ta thấy có tình yêu của Chúa, có lòng thương xót của Ngài, chúng ta sẽ làm tất cả mọi sự. Và điều Chúa nói trong Tin Mừng ngày hôm nay, nếu ai không từ bỏ, nếu ai không vác thập giá mình, và nếu ai không từ bỏ của cải mình thì không thể làm môn đệ của tôi, không phải là một chuyện quá khó đối với chúng ta, những người có lòng tin. Và chúng ta nhận ra rằng Chúa luôn hiện diện ở trong cái cuộc sống mà chúng ta đang sống. Kính thưa ông bà anh chị em, chia sẻ với ông bà anh chị em như vậy, nhưng mà bản thân của chúng tôi thấy nhiều khi cũng không có chuyện đơn giản dễ dàng. Bởi vậy cái điều quan trọng là chúng ta phải biết mở lòng ra, chúng ta để cho lời Chúa như trong thánh lễ hôm nay đi vào tâm hồn, đi vào cõi lòng chúng ta. Chúng ta biết mở lòng ra để Chúa Giêsu Thánh Thể, nguồn sức sống nuôi dưỡng, để rồi giúp cho chúng ta vượt qua được mọi thử thách như mẹ Maria ngày xưa đã có. Chúng ta nhớ khi tại tiệc cưới Cana, khi mà thấy họ hết rượu, Đức Maria đến với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói, việc đó can gì đến bà và tôi. Nhưng mà rồi mẹ Maria đến nói với gia nhân, ông ấy nói gì, các ngươi cứ làm như vậy. Nếu mà Đức Maria không có lòng tin, nếu Đức Maria không có một đời xin vâng cũng như sự khiêm nhường, làm sao Đức Maria có được tâm tình như tôi vừa kể trên. Bởi vậy kính thưa ông bà anh chị em, mọi biến cố xảy ra ở trong cái cuộc đời của chúng ta, nó không phải là một cái gì đó xui xẻo, nó không phải là một cái gì đó đen đủi, nhưng mà khi chúng ta nhìn theo ánh mắt tình yêu của Chúa, nhìn theo cái lòng thương xót của Ngài, chúng ta sẽ nhận ra được Chúa muốn chúng ta làm gì. Và nhất là cái điều quan trọng, chúng ta đừng có tự hào về chính mình, mà trái lại chúng ta hãy đặt cả cái con người của chúng ta trong bàn tay dẫn dắt của Chúa, và Chúa sẽ có cách để rồi giúp cho chúng ta mỗi ngày một nên tốt. Như mẹ Maria ngày xưa với tín xin vâng, mẹ đã chu toàn thánh ý của Thiên Chúa, không phải tới khi Chúa Giêsu chết trên thập giá, mà trái lại Đức Maria cái tín xin vâng đó vẫn còn cho tới ngày hôm nay. Và tôi tin chắc rằng cho tới ngày tận thế, như Chúa muốn mẹ Maria trở thành người mẹ của chúng ta cũng như của anh chị em Lê Dô mừng lễ hôm nay. Có một câu chuyện kể như thế này: hai anh chị từ dưới quê lên trên Hà Nội học, gặp nhau, sau đó anh chị kết hôn và anh chị ở lại Hà Nội để làm việc. Một thời gian sau, anh mới bàn với chị, anh chỉ có một mẹ, một mình ở dưới quê. Bởi vậy, anh xin chị đưa mẹ lên trên này để anh chăm sóc. Và rồi sau khi suy nghĩ, chị đồng ý để bà mẹ chồng lên ở với hai anh chị. Được vài ngày, người mẹ chồng bắt đầu dở chứng.
Ngày ngày bà cứ đi ra hàng xóm để với bụng cái thùng rác lên, nhặt cái này, nhặt cái kia. Và rồi người ta mới nói, nhà giàu như vậy mà bắt mẹ chồng phải làm cái việc hèn hạ như thế. Cô con dâu này bực mình lắm, nhưng mà không biết làm sao để rồi cho yên ổn bảo má chồng. Má chồng chỉ cười xôi, rồi được vài ngày lại tiếp tục như vậy. Một bữa kia, người con dâu đang đi làm, người hàng xóm bực mình gọi điện thoại, nói bà má chồng, chị làm sao chị làm? Bà má chồng của chị đang bới tung, đổ tung khoé cái thùng rác ở đằng trước nhà tôi. Cô con dâu bực mình chạy về, nhìn thấy má chồng đang hăng hở bới tung thùng rác, kéo má chồng về, la cho bà một trận và cấm bà từ nay không được đi ra ngoài, đẩy bà vào trong phòng khóa cửa lại. Sau đó cô con dâu gọi điện thoại cho người chồng và nói cái sự việc mới xảy ra. Lúc đó người chồng mới nói với người vợ, em thông cảm, ngày xưa nhà anh nghèo, chỉ có hai anh em thôi. Người anh của anh bị bệnh thập tử nhất sinh, mẹ đã bán tất cả mọi sự để lấy tiền chạy chữa cho anh, nhưng mà vẫn không đủ tiền. Cuối cùng anh của anh chết. Và từ đó má của anh đâm ra ngẩn ngơ, mới đi đến cái chuyện làm cho em buồn. Khi mà cô con dâu nghe chồng nói như vậy, cảm thấy thương má chồng. Và rồi cô con dâu đi vào, mở cửa đi vào phòng, thấy má chồng đang nằm co quắp trên giường. Người con dâu mới ôm má chồng khóc và nói với má chồng, con thương má, từ nay mẹ không phải đi ra ngoài với rác nữa. Con đi làm, con sẽ kiếm những chai lọ về cho má. Bà má chồng nghe vậy mỉm cười. Vâng, câu chuyện đó để rồi cho chúng ta thấy lời Chúa đến với chúng ta. Chúng ta mở lòng, chúng ta đón nhận, chúng ta suy đi nghĩ lại như Đức Mẹ ngày xưa. Chắc chắn rằng lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta không có quá khó. Chắc chắn Chúa sẽ có cách để rồi giúp cho chúng ta biết từ bỏ, nhưng mà chúng ta lại lấy lại được tất cả. Và nhất là qua đó chúng ta có được hạnh phúc thiên đàng thực sự ở ngày mai, ngay bây giờ. Tôi tin cái một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người nào Thiên Chúa bởi sẵn bỡ Thiên Chúa. Sinh ra mà không phải được tạo thành.
bà anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đòi chúng ta những môn đệ của Chúa phải từ bỏ tất cả để chọn Chúa là gia nghiệp đời đời, từ bỏ những gì là tầm thường để được Chúa ban những điều thật lớn lao, tin tưởng vào tình yêu của Chúa. Hợp với quý anh chị em Lê Dôn Maria trong ngày mừng bổn mạng, chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Chúa nói, ai không vác thập giá mình mà theo ta thì không thể làm môn đệ ta. Xin cho các môn đệ trong hội thánh dám chấp nhận mọi hy sinh, khổ đau vì Chúa và vì các linh hồn, để ngày càng nên dâng Chúa và nên mang truyền ơn cứu độ cho nhiều người. Xin Chúa
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha còn năng chấp nhận.
mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho e thấy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa đơn song tân cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Chính Nữ Maria, Mẹ Tiên Chúa, Thánh Giuse, bàn trăm năm Đức Chính Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha Con đang trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy chúng ta giam nguyện rằng: lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô nâng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thân ni Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đã...
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng lời Chúa và văn thánh để dưỡng nuôi và thêm sức mạnh cho chúng con. Xin cho chúng con biết tận dụng những hồng ân này, hầu đang được thông phần sự sống của Đức Kitô luôn mãi, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúng con xin được thay lời cho các chị em Lejo Maria, cảm ơn cha Pedro đã hiện diện và dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo xứ cũng như cho anh chị em Lejo nhân ngày bổn mạng Lejo Maria. Xin kính chúc cha được Chúa, con là truyền cầu của mẹ ban muôn ơn cho cha và sư phụ của cha. Chúa cùng anh chị em, xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và thánh thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúa nhân từ ban cho nhân ai nên xin ta.
Thánh Mikaia và Thánh Gabriel. Lực lượng trên trời là đạo binh thiên thần của Đức Maria. Thánh Gioan Baptista, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Chúng ta linh hồn các tín hữu đã lĩnh trần, nhớ ơn Chúa thương xót được nghỉ ngơi bằng yên.